Xin chào các bạn, chào mừng các bạn với trung tâm cơ khí. Hôm nay tiếp tục chủ video về mì sứ Quốc, thì nội dung hôm nay mình muốn truyền tải cho các bạn là cách xử lý cho một file step nha. Và cái nội dung xử lý của mình là như các bạn thấy nè, cái file này của mình đang có một file step ha. Và thường các file step các bạn download ở một thư viện nào đó về, hoặc là từ một phần mềm khác, phần mềm 3D khác, ví dụ như Printer hay là CATIA hay là SwitchS rồi đó. Họ sẽ xuất về file step nè. Rồi khi mình mở bằng Solid á thì các bạn gặp cái trường hợp cái đường này rất là khó chịu luôn ha. Và cái đường này thì có nhiều cách xử lý ha. Thì có bạn thì có thể là xuất về file cái đuôi file bạc, rồi mình qua Surface mình rồi mình vá nó lại ha, mình connect nó lại á, mình connect nó lại. Còn đối với mình thì không cần thiết làm cái đó ha. Thì mình sẽ xử lý cái đường giữa này nè, làm sao cho chi tiết mình nó trơn luôn, nó trơn tru từ trên xuống dưới luôn ha, không có cái đường giữa chia hai này. Rồi thì đầu tiên á, thì mình sẽ tạm thời mình tắt cái này đi ha, mình tắt cái này đi. Rồi ha, tạm thời mình tắt cái này đi. Rồi sau đó mọi người sẽ vào option, mình vào option ha, và mình sẽ vào import ha, import này. Rồi mình tắt đi cái là enable 3D interconnect này ha, mình tắt nó đi. Ha, tắt nó đi. Rồi sau mình nhấn OK. Rồi sau đó các bạn sẽ mở lại cái file step đó. Ha, rồi ha, mình sẽ chọn cái chỗ lọc file là file step ha. Chỗ lọc phân loại file á. Mình chọn file file step nè, mình mở lại cái file lúc nãy ha, mình open lên. Rồi OK ha. Bây giờ chi tiết của mình nó đã trơn trơn tru rồi ha, và không còn những cái lằn gạch mà chia đôi chi tiết này nữa ha. Rồi các bạn nhớ nha, nhớ cái phần option nè, import nè, rồi enable 3D interconnect thì mình nhớ tắt cái tích này đi nha, mình tắt cái dấu tích này đi. Video của mình tới đây kết thúc, chúc các bạn thành công và hẹn lại bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.